Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Vậy là Kamen Rider Gacha đã chính thức debut Final Form Rainbow Gacha, thứ sức mạnh giúp cho Gacha triệu hồi được những Chemi trong hình thể Rider, biến điều không thể thành có thể, từ những lá cạc vô tri trở thành những Kamen Rider. Quyền năng của Rainbow Gacha tất nhiên sẽ còn được thể hiện nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Với việc có được Nichigon và Rainbow Gacha, đó cũng là phần sức mạnh cuối cùng, hay chúng ta còn gọi là Final Form của những Kamen Rider. Final Form mang một sức mạnh khổng lồ, cũng có thể coi là form mạnh nhất của Rider đó sở hữu. Vậy đâu là màn xuất hiện ấn tượng nhất trong thời đại Reiwa về Kamen Rider? Video lần này mình sẽ xếp hạng 5 Final Form từ Zero One cho tới Gacha. Đâu là màn xuất hiện Final Form ấn tượng nhất? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay vào video. Tất nhiên video là ý kiến cá nhân của mình. Các bạn đi có ý kiến khác mình hãy comment góp ý bên dưới nhé. Mình là Riding On, bắt đầu quảng cáo cho Riding On Shop nào. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Đứng ở vị trí thứ 5 là Final Form của Gacha. Sau màn xuất hiện của Legend, thế giới của Gacha đã phải chứng kiến sự đổ bộ của tên Jijit. Hắn ta đã bắt đầu hoạt động và đưa thế giới trở về thời kỳ bóng đêm. Với sức mạnh hủy diệt, hắn ta đã dễ dàng đánh bại được hiệp hội giả kim thuật sư. Cũng như với ngọn lửa đen của mình, hắn có thể dung hợp những Chemi để tạo ra những Makram mà không cần chủ thể. Ngoài những quyền năng mà những tinh trùm hay có, những Chemi sau khi bị hắn hắc hóa không thể nào trở lại hình dạng cơ bản. Cũng chính vì khả năng này của hắn, Hotaro đã lỡ ra tay với Scarbo, một Chemi đã không thể nào trở về hình dạng Chemi cả, vĩnh viễn kẹt trong hình dạng mất đi ý thức. Điều này đã kích rất lớn với Hotaro. Anh đã tìm đủ mọi cách nhưng không có cách nào khôi phục lại Scarbo cho đến khi nỗi đau lớn nhất của Hotaro bị chạm tới. Người lần này bị biến thành Makram là chính Hopper One. Để ngăn cản Hopper One tấn công một người vô tội, anh đã phải dùng đòn tất sát để kết liễu tên Makram với hình dạng Hopper One, cũng đồng nghĩa với việc Hopper One sẽ trở thành một Chemi bị hóa đá. Sự tuyệt vọng đã lên tới mức tột độ. Jijit chuẩn bị tận dụng điều này để biến Hotaro thành Makram, nhưng vầng sáng của cầu vồng trở thành một quả trứng bảo vệ cho Hotaro. Quả trứng này chính là Chemi thứ 101. Nó đã ở trong người của Hotaro từ rất lâu. Quả trứng đã thức tỉnh để trở thành chú rồng nhỏ Nichigon. Hotaro đã trở lại một cách ngầu lòi nhằm giúp đỡ cho hai người bạn của mình bị một hợp thể Makram gồm 5 Chemi kết hợp lại với nhau. Ánh sáng cầu vồng cùng với chú Nichigon khổng lồ kết hợp lại để tạo nên Rainbow Gacha. Tạo hình là cầu vồng nhưng thiếu mất màu xanh lá. Được điểm tô trội nhất là màu xanh dương đặc trưng của Gacha. Anh chính là một giả kim thuật với sự sáng tạo tuyệt đối, có thể biến tất cả gì mình muốn trở thành giả kim, từ kéo dài và thanh sắc cho tới chuyển hóa đòn tấn công kẻ thù trở thành lưỡi gươm của mình. Những đòn đánh của Rainbow Gacha trở nên mạnh mẽ và đầy quy luật hơn, nhưng anh không thể hiện được quá nhiều điều đặc sắc mà chỉ thuần tí trở thành một giả kim thuật tự do mà thôi. Thứ đáng ra Gacha đã phải có từ rất lâu, chứ không phải phải đợi tới Final Form thì anh mới tận dụng được điều này. Vì chính lý do này cũng như kẻ thù cũng không thực sự quá ấn tượng, đã khiến cho màn debut của Gacha Rainbow chỉ đứng ở vị trí thứ 5 này mà thôi. Top 4, sức mạnh của Ultimate Revive. Nó được tạo ra từ kiếp Art Red Vistum, chiếc Vistum tổng hợp tất cả niềm tin của mọi người. Với sự thiết kế và chế tạo từ hai cha con nhà Zoji, đóng góp phần tế bào kiếp bên trong nó của Genta, tưởng chừng như chiếc Vistum với đầu T-Rex sẽ là bước cuối cùng để chiến thắng kiếp, người ngoài hành tinh vô cùng hùng mạnh trong thế giới của Revive. Nhưng khi nó hoàn thành với tế bào kiếp bên trong, nó đã bay thẳng tới vị trí của chủ thể mình. Ikki đã nhanh chóng lao theo bằng chiếc phi cơ được nâng cấp từ sức mạnh của Terradon, lao tới và chụp chiếc Vistum trước khi nó rơi vào tay của kiếp. Để hoàn thành sức mạnh này, nó phải được tách ra bởi hai người, đó là Vai cũng như Ikki. Cả hai đã dùng toàn lực của mình để tách đôi chiếc Vistum, đầy da tróc vẫy để làm được việc này. Cả hai đã thành công và chuyển hóa thành hai Rider, Ultimate Vai và Ultimate Revive. Họ là hình thể nâng cấp từ Vai cũng như Revive cơ bản, được bao phủ với tông màu clear, xanh và hồng neon đặc trưng. Giống như hình dạng biến hình của họ, họ chính là Vai và Revive được bọc vào bộ giáp của Ultimate.
sức mạnh của Ultimate Revive cũng thể hiện qua màn dọn rịp cực kỳ ấn tượng. Những cú đấm và đá của Ultimate Revive và Vi tạo ra nguồn năng lượng màu xanh và hồng khuếch đại năng lượng để tấn công kẻ hù với sức công phá cao hơn. Cả hai là lực hút từ trường của trái đất, cũng chính là hai phần của một cục 500, hút vào và đẩy ra để thực hiện đòn tấn công ngoạn mục mà kẻ thù không thể nào phán đoán được. Họ còn thể hiện khả năng phân thân từ ẩn vai xâm, cũng như những màn kết hợp cực kỳ bá đạo khi biến vai trở thành một trái banh để Ikki sút vào nó, thể hiện niềm đam mê của anh với bóng đá. Một cú sút nảy lửa và màn tất sát khi kết hợp cả hai tạo một vòng xoáy lực từ hút kẻ thù vào trong, kết liễu tên tướng quân được tạo ra từ kiếp. Màn thể hiện của Ultimate Revive, phần biến hình và tạo hình ở mức khá vì kẻ hù mà cả hai phải đánh bại chỉ là một tên tướng quân không quá nổi trội. Hắn chỉ mạnh về khả năng hồi phục, nên vị trí thứ tư này trong tất cả 5 form là phù hợp với Ultimate Revive. 4 thành viên của Metsubo Jinrai đã tụ hợp lại với nhau và hồi sinh thành công Art. Hắn ta cũng có Art Driver và chuyển hóa thành Kamen Rider Art Zero. Sức mạnh ban đầu của Art Zero gần như áp đảo tất cả những Rider, cho dù đó là hình dạng Metal Cluster Hopper hay là Rampage Vulcan đều bị hắn ta dễ dàng đánh bại. Sức mạnh từ ác tâm đã làm cho tất cả mọi người phải nhung chí. Cơ hội cuối cùng của tất cả mọi người để chiến thắng trước Art Zero là Zia cũng đã bị hắn phá hủy. Tất cả những viễn cảnh đều được vẽ ra trong đầu của Izu, chỉ nhằm mục đích duy nhất là tái thiết lập lại Zia. Trong tất cả những kết cục đó, ánh sáng vẫn luôn nằm ở phía cuối con đường, phản ứng với cảm xúc của Izu. Một lần nữa, Zia đã được tái khởi động và mang trên mình hình dạng mới Zero Two Driver. Tham chiến một lần nữa với tên Art One, Zero Two là hình dạng nâng cấp có thể xem là hoàn hảo của Zero One cơ bản. Những góc cạnh bo tròn của Zero One đã được thay thế bằng những chi tiết góc cạnh hơn, với một phần vạt áo đỏ cũng như biểu tượng đỏ tương ứng trên phần ngực của anh. Zero Two là bản nâng cấp và counter lại hoàn toàn so với Art Zero. Một trận chiến giữa hai AI thông minh nhất của toàn bộ nhân loại. Trong trận chiến đó, cả hai đều tưởng chừng như đã ra đòn với nhau, nhưng thực chất tất cả chỉ là sự tính toán qua lại giữa hai AI, tạo ra một trận chiến vô cùng khó lường. Nhưng đáng tiếc, kẻ thất bại lại là Art Zero, khi Zero Two dễ dàng đọc được chuyển động của hắn. Tốc độ của Zero Two cũng được nâng cao đáng kể. Những đòn đánh vô cùng dứt khoát và khả năng đọc được chuyển động của kẻ thù càng làm cho trận chiến này thêm phần hấp dẫn. Một kẻ thù thật sự mạnh cần tới Final Form để đánh bại, kết hợp cùng với đòn tất sát Big Bang Attack để tạo nên số 02 khổng lồ đã để lại ấn tượng nhất định về màn debut này của Zero Two. Vị trí thứ 3 là hoàn toàn xứng đáng với màn debut này. Thế giới của Zamasin Buffa cũng không thể nào cản nổi tên Sue. Hắn ta đã cử Niram đi cản Kiss và thực hiện điều ước cuối cùng với nữ thần sáng thế trước khi bà ta dần tan rã. A cảm nhận được tiếng than khóc từ mẹ mình, nhưng sức mạnh của Laser Boot cũng như sự không tập trung của anh đã thất bại nặng nề trong tay của Niram. Sự phẫn nộ của A khi nhìn mẹ mình đang dần tan biến, anh ấy đã thức tỉnh sức mạnh của riêng bản thân mình. Boost mặt bà, nghiền nát tất cả những vật thể xung quanh lao tới, nhưng anh đã không thể nào giải thoát được mẹ mình. Rơi xuống từ điểm cao vô tận, anh đã chìm vào giấc ngủ, nơi Ace phải chọn một quyết định vô cùng khó khăn: trở thành người sáng thế hay trở thành thần hủy diệt. Trả lời trước người đàn ông bí ẩn mang mặt nạ cáo, Ace đã một lần nữa muốn cứu rỗi toàn bộ thế giới, chứ không để cho hận thù làm mờ mắt mình. Anh đã thức tỉnh và có được sức mạnh tối thượng. Người đàn ông cáo rời đi, thực chất anh ta chính là bạn ngã của Ace. Nhưng Ace đã không rơi vào hố sâu của hận thù, trở lại và tham chiến với Sue trong hình dạng Geyser của hắn. Anh đã lần đầu tiên chuyển hóa thành Boost Mark 9. Âm thanh Ignition vang lên, một con cáo chín đuôi bay vòng quanh Ace và tạo nên sức mạnh từ trong bóng tối, phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng để lao vào trận chiến cuối cùng. Vẫn như màn debut của những form khác trong Kiss, màn Henshin không quá ấn tượng, nhưng nó đủ thể hiện sức mạnh của A, sức mạnh sáng thế tụ hợp thành chính chiếc đuôi của Kiss 9. Kiss 9 với nửa trên được thay đổi hoàn toàn và nửa dưới của Mark 3, kèm với đó là cặp đuôi cáo và tông màu trắng và cam chủ đạo. Đôi mắt của Ace trở nên đầy thần thái như một vị thần đích thực. Trận chiến của anh cùng với Sue cũng thể hiện sức mạnh từ một vị thần, không còn một con người. Anh đã trở thành thần sáng thế cùng với kỹ năng chiến đấu vô địch của mình. Gần như không có đối thủ nào có thể chống đỡ được Ace. Ngoài sức mạnh sáng thế, sau khi phá hủy, anh lập tức có thể tái lập lại tất cả mọi thứ. Khả năng chiến đấu vượt trội cũng như vũ khí trứ danh Kill B9.
khẩu Magnum 40X có thể chuyển hóa thành một thanh gươm từ cận chiến cho đến tầm xa. Tất cả đều nằm trong tay của Ace. Có thể màn Henshin không quá ấn tượng, nhưng trận chiến cùng với kẻ sử dụng sức mạnh từ tương lai Sue, hắn ta tận dụng toàn bộ sức mạnh đến từ hình dạng của Geyser. Cả hai người, kẻ đến từ tương lai và vị thần sáng thế, thần và người, một trận chiến long trời lở đất thể hiện toàn bộ sức mạnh của Kiss Knight. Anh xứng đáng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tất cả những màn debut ấn tượng về Kamen Rider trong thời đại Reiwa. Đứng top 1 trong danh sách những màn debut ấn tượng nhất về Final Form tất nhiên sẽ nằm trong tay của kiếm sĩ Toma với hình dạng X-Cross Saber. Không bàn về nội dung thì thật sự kỹ xảo của Saber thuộc hàng top trong những series gần đây. Đối mặt với Kamen Rider Solomon gần như bất bại với quyền năng từ tất cả những Wonder Book, Toma đã quyết đấu cùng Fation để đoạt được thanh gươm cuối cùng. Tụ hợp sức mạnh từ 10 thanh kiếm giữa một thế giới đen tối chuẩn bị đến ngày tàn, thanh ngọa kiếm rực lửa phát sáng. Lời sấm truyền khi thanh gươm được rèn đầu tiên phát sáng kết hợp cùng với tất cả những thanh kiếm, bá vương kiếm sẽ hiện thân. Tất cả những thanh kiếm lao thẳng lên bầu trời của vũ trụ, giao nhau tại một điểm và tụ hợp thành bá vương kiếm, rơi thẳng từ bầu trời cùng với những thanh gươm khác như những vì sao băng cứu rỗi nhân loại. Thoma đã chụp lấy thành bá vương kiếm, thanh gươm của những vì sao, sáng chói cả màn đêm, khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Chuyển hóa bằng quyển Grey Dragon để tạo nên hình dạng X-Cross Saber, sức mạnh của 10 thanh kiếm. Tạo hình tuy không quá ấn tượng, form này vẫn nhìn như tạo hình vũ trụ từ form cơ bản của Saber. Sức mạnh thì không phải bàn, trong tập debut anh dễ dàng phá tan màn đêm Solomon tạo ra bởi ngày tàn huyện thế giới. Những quyển sách đến cả Choju Senki của Black cũng không thể nào phá vỡ, bị Saber dễ dàng phá hủy. Anh tạo ra bản sao của tất cả những thanh gươm và triệu tập bản thể khổng lồ từ Rider tương ứng để chém tọt tất cả những quyển sách đang bao trùm cả thế giới, biến ngày tàn trở thành ngày bình yên nhất mà nhân loại từng có. Thoma dễ dàng sử dụng tất cả những quyền năng từ những thanh gươm khác. Ngoài ra anh cũng có thể triệu gọi chúng để phụ giúp tấn công, giúp anh có thể tấn công rất nhiều kẻ thù trong phạm vi. Quyền năng từ Hawken đem lại cho Thoma sức mạnh từ vũ trụ, những nhát chém của anh như những vì sao tinh tú để chẻ đôi kẻ thù. Và chính bá vương kiếm cũng đã đưa Thoma đứng đầu trong vị trí tất cả những màn debut ấn tượng nhất của Final Form trong series Rider thời đại Reiwa. Và đó là kết thúc cho video lần này. Cột mốc 17.000 subscriber đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024 này, chúng ta sẽ đạt những cột mốc lớn lao hơn, cũng như quá trình phát triển của kênh Ride It On và Ride It On Shop. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn ủng hộ video trên kênh Ride It On này nhé. Mình là Ride It On, thanks for watching. Bye.